và quan trọng hơn chính là sắc xanh hòa bình. Việt Nam trong tôi là những năm tháng lịch sử hào hùng. Việt Nam trong tôi là những con phố dài và đẹp. Việt Nam trong tôi là những bữa cơm nhà, là những món ăn ngon như là phở, bún bò, hủ tiếu. Là giây phút thành công sau mỗi chương trình lớn, đầy khán giả và những tràng vỗ tay. Việt Nam trong tôi chính là cuộc sống của tôi. Việt Nam trong tôi là những khúc dân ca, những người mà khoác áo tơi ra đồng trong những ngày nắng cháy chang chang. Cờ đỏ sao vàng, đất nước Việt Nam. Representing Vietnam. Việt Nam trong tôi là niềm vinh dự tự hào khi lá cờ Tổ quốc tung bay trên đấu trường quốc tế. Là sự an toàn của tôi và các đồng nghiệp sau ngày làm việc. Từ khung cảnh, tiếng nói, sự đoàn kết để thương yêu nhau, đó là Việt Nam trong tôi. Việt Nam trong tôi là cội nguồn, là tương lai, là nơi mà trái tim tôi luôn tìm về. Còn bạn, Việt Nam trong bạn là tự hào lắm. Tôi là người Việt Nam đẹp nhất thế giới. Tiền Tân Sơn, Sở Sô Miền Dũ, Hoan Thiên Sĩ Địa, Quo Rở, Chủ Ở, Quốc Trịnh Chế. Việt Nam, Nông Sản Thịnh, Gia Đa, Chu Khẩu, Lý Đụ. Hôm nay, trong chương trình, chúng ta sẽ với một người rất yêu Việt Nam phong thủ nhân tình của Trung Quốc họa gia hội miện. Các quý vị khán giả, đại gia buổi sáng tốt. Hoan nghênh xem kênh Việt Nam Quốc gia Đài Truyền hình Quốc tế频道 của Trung Quốc Việt Nam chương trình. Tiếp theo là lý trí báo cáo. Trong 5 ngày qua, Trung Quốc tỉnh liên tục mưa lớn, sông hồ lấy nước không ngừng tăng.